là công đoạn đang đo để tính vòm cho cái quan quách, cái lắp ở trên. Thì đối với cái tấm này nó dày là 16 cm, thì chúng ta sẽ lấy cái phần vòm nó khoảng 6 cm hất lên đi vào, nên là cái phần đũa này nó không ảnh hưởng gì cả. Vâng, đang nạm chúng đề rồi, làm cho nó trước. Hôm nay về 9889 nhỉ. Đây là một trong những nghệ nhân chuyên đóng quan quách của làng nghề. Xong sấn vào đây đúng không? Đấy, cục này đẹp nhá. Lặng. Đây là cái phần mặt dưới thì nó phẳng này luôn. Phần mặt trên thì chúng ta sẽ đánh bom bê này. Anh rạch đường cưa vào rồi. Chúng ta cầm mấy à cái bà to đấy. Không không không, vẫn bà to á. Không ai kia chứ. Không ai kia chứ, để đâu đấy. Không, để bên này rồi. Bạn khác gì lên đấy. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, phải đấy, vào đấy, vào đấy, phải, 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 anh cố gắng làm nhau, tí em mời anh đi ăn dê. Anh em mình xách lọ rượu đi, hôm nay không ăn cơm nữa. Làm vất vả bồi dưỡng tí thì nhá. Khéo ngã. Đại đi ăn dê không? Ra đấy gặp à? Không, tí nó vứt mấy tấm này vào đây, đậy vào cho nó khỏi lứt. Không tìm thấy à? Gọi bao hết rồi. Cái dòng gỗ này nó được ngâm ở dưới sông dưới suối rất là lâu rồi. Chúng ta nó mục hết các cái bỏ đi rất là nhiều. Mình mới mung đéo gì cái đồ. Cứ cắt đi. Đấy. Mình ơi đây rồi à? Đấy, mình mua vào mới. Này bà, em để đấy cho anh. Mới mua ạ. Mới mua á? Cái này mấy triệu ấy? Hả? Cái này mấy triệu ấy? 5 triệu. Đồ này là đồ dễ bán. Bãi à? Đồ đấy bán dễ. Không có cô bé nào không? Có cô bé. Đằng ấy. Cô bé đằng này nè. Yeah.